Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 trong cộng đồng là F1 của bệnh nhân 447. Đáng chú ý, bệnh nhân này phải xét nghiệm PCR đến 3 lần mới có kết quả dương tính. Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội nhận định từ nay đến ngày 20 tháng 8 sẽ là cao điểm dịch tại thành phố, nên phải tốc lực triển khai việc rà soát và xét nghiệm PCR cho các trường hợp về từ Đà Nẵng. Chỉ riêng ngày 8 tháng 8, thành phố đã rà soát được thêm gần 1.700 người về từ Đà Nẵng, nâng tổng số lên trên 98.100 người. Cũng trong ngày hôm qua, Hà Nội đã lấy được trên 1.000 mẫu bệnh phẩm và gửi Bệnh viện Bạch Mai để xét nghiệm. 25 thí sinh tham dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trở về từ Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Hiện nay, việc khẩn trương xét nghiệm cho gần 80.000 người vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của thành phố. Tuy nhiên, xác định xét nghiệm phải đi liền với thực hiện nghiêm việc cách ly. Mà 14 ngày nhưng mà lại chưa xét nghiệm thì đề nghị công chí là phải yêu cầu vẫn phải cách ly tại gia đình cho đến khi mà có xét nghiệm âm tính. Đồng thời hai việc là đã qua 14 ngày, đồng thời với việc là đến khi có kết quả âm tính thì chúng ta yên tâm được. Cái chỗ này thì tôi đang rất lo, qua phát biểu của một số đồng chí trưởng ban chỉ đạo công việc vừa rồi thì tôi thấy là có vẻ cái chỗ này là cũng chưa quyết định. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay Hà Nội ghi nhận 7 ca dương tính, nên việc cần làm là phải khẩn trương truy tìm các trường hợp F1, F2 của tất cả các bệnh nhân đã được công bố. Phấn đấu đến ngày 15 tháng 8, thực hiện xét nghiệm xong với các trường hợp về từ Đà Nẵng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải kiểm soát chặt các bệnh viện, không để xảy ra tình trạng vỡ trận như trước. Giao cho công an thành phố thì tiếp tục phải quản lý chặt chẽ liên quan đến các đối tượng xuất nhập cảnh, thế và cùng với các lực lượng tuần tra khác là tiến hành nhắc nhở và xử phạt nghiêm tất cả những trường hợp mà không đeo khẩu trang, thì chúng ta phải nghiêm túc. Bởi vì báo cáo các đồng chí như thế này, chúng ta các cái trường hợp và hiện nay thì thực tế các bệnh nhân ở các điểm họ nhớ thì là chúng ta mới đang tìm các bộ, chứ còn thực tế họ đi trên đường tiếp xúc đông người ở chỗ nào hiện nay chúng ta cũng chưa định hình hết được. Trong hai ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Chủ tịch thành phố yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh và phụ huynh, kịp thời báo cáo cập nhật số liệu liên quan đến các thí sinh về cho thành phố, đồng thời kêu gọi người dân cài đặt phần mềm Bluezone để hỗ trợ công tác quản lý, xác định người tiếp xúc, thực hiện giải pháp đồng bộ, chủ động quyết liệt phòng chống dịch, nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh.